Ông Tu 62 ô tô gầm cao Hà Nội xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng đang theo dõi review xe của bên Ô Tô 62. Hôm nay em Trường Ô Tô 62 xin lên hình nhanh để gửi tới quý vị và các bạn một sản phẩm vừa tới cửa hàng quý vị nhé. Sản phẩm ngày hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị là một chiếc xe của hãng Kia, bản sedan quý vị nhé. Và chiếc này là chiếc Sedato đời 2019 bản 1.6 Luxury quý vị và các bạn nhé, với ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Thì để không mất nhiều thời gian thì mình mời quý vị và các bạn đi vào phần ngoại thất của chiếc xe ạ. Từ phần đầu xe đã, quý vị quan sát qua một chút từ cụm pha đèn, mặt ga lăng hay là mọi chi tiết góc cạnh thì còn vô cùng là đều xe quý vị nhé, và còn rất là mới. Về nước sơn thì bên em cam kết là còn zin đến 95% quý vị nhé. Quý vị quan sát qua một chút từ phần mặt ga lăng hay là nước sơn của ba đợt sốc trước cho đến tổng thể về nước sơn thì quý vị sẽ cảm nhận được về một nước sơn zin nó còn là vô cùng là đẹp quý vị nhé. Từ la răng hay là lốp, mọi chi tiết góc cạnh còn rất là đều xe và rất là đẹp xe quý vị nhé. Và tiến sâu vào bên trong nội thất một chút thì để chúng ta quan sát qua trước khi qua bên em xem thực tế lái thử và trải nghiệm chiếc xe. Từ ghế da cho đến táp lô hay là vô lăng, đấm số cho đến màn hình trung tâm thì quý vị quan sát thì quý vị sẽ cảm nhận được là về một chiếc xe nó còn vô cùng là mới quý vị nhé. Từ vô lăng hay là đấm số đấy ạ, quý vị quan sát qua nhé, thì chúng ta sẽ cảm nhận được về một chiếc xe chạy 1.500.000 km, 1.500.000 thì nó còn mới đến mức độ như nào quý vị nhé. Từ hàng ghế thứ hai đấy ạ, từ cánh cửa cho đến hàng ghế thứ hai cho đến trần, các bác quan sát để cảm nhận về chiếc xe ạ. Một chiếc xe chạy 1.500.000 km với tông màu trắng vô cùng là xịn sò mà vô cùng là đẹp quý vị nhé. Từ phần đuôi xe đây, quý vị quan sát qua một chút thì quý vị sẽ cảm nhận được về cái độ tinh tế của nhà sản xuất với model 2019. Rất là đẹp quý vị nhé, rất là đẹp và rất là xịn sò. Mọi chi tiết góc cạnh thì bên em cam kết là còn nguyên zin theo nhà sản xuất, chưa phải làm lại hay là chưa phải thay thế đâu ạ. Cho đến vào sâu bên trong một chút, cho đến khoang hành lý đã. Một khoang hành lý rất là rộng rãi quý vị nhé. Chúng ta để được rất là nhiều đồ. Và cho đến từ lốp sơ cua, lốp dự phòng đấy ạ, còn rất là mới quý vị nhé. Về chiếc xe thì bên em cam kết với quý vị và khách hàng là xe chạy 1.500.000 zin. Với nước sơn còn zin đến 95%. Được bên em cam kết bảo hành cho quý vị và khách hàng là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, máy móc keo chỉ mọi chi tiết là nguyên bản theo nhà sản xuất quý vị nhé. Tiếp đến đi vào khoang trơn một chút đã, để chúng ta cảm nhận được cái độ mới của chiếc xe quý vị nhé. Vâng, và bây giờ mình mời quý vị đi vào khoang máy của chiếc xe để chúng ta cảm nhận về cái độ mới của chiếc xe quý vị nhé. Vâng, mình mời quý vị đi vào khoang máy của chiếc xe chạy hơn 1.000.000 km một chút để chúng ta cảm nhận về cái độ mới và cái độ chất lượng của chiếc xe quý vị nhé. Từ cabo thì bên em cam kết với quý vị và khách hàng là nguyên zin, chưa phải tháo ra hay chưa phải sơn lại bất cứ một chút nào quý vị nhé. Cho đến củ máy đã, chúng ta có thể quan sát từ chân máy hay thân máy, mọi chi tiết còn rất là mới, mới như là trong hãng quý vị nhé. Đó, quý vị quan sát qua để cảm nhận trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm trên thực tế chiếc xe. Và chiếc xe này thì đang được bày bán bên Ô Tô 62 với mức giá mong muốn là 605 triệu. Có thể thương lượng một chút khi quý vị và khách hàng quan tâm
thực tế và đến trải nghiệm thực tế chiếc xe quý vị nhé. Mọi chi tiết thắc mắc thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe quý vị nhé. Và hẹn gặp lại quý vị tại cửa hàng. Xin được kính chào và tạm biệt.